Hình thang. Chào các bạn, hôm nay chúng ta sẽ học một bài học cũng rất thú vị. Đó là khi một tứ giác có hai cạnh song song thì nó sẽ trở nên như thế nào đây? Và các bạn hãy xem video nhé. Mình sẽ biến tứ giác có hai cạnh song song. Chúng ta sẽ mở các kim ra và di chuyển các đoạn ống hút. Sau khi chúng ta có hai đường thẳng song song, chúng ta sẽ cố định các điểm lại và cắt phần ống hút thừa đi. Các bạn thấy không? Chúng ta có một hình đặc biệt hơn và đây chính là hình thang. Nó thật giống với một đoạn của một chiếc thang phải không? Vậy hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Mình sẽ đặt tên cho hình thang này là A, B, C, D. Và chúng ta sẽ đi tìm những điều thú vị về hình thang nhé. Lúc này, cạnh AB song song với cạnh DC và mình gọi hai cạnh này là đáy. Chúng ta có AB là đáy nhỏ và DC dài hơn gọi là đáy lớn. Hai cạnh bên AD và BC. Vì AB song song với DC nên chúng sẽ tạo ra những cặp góc trong cùng phía bù nhau. Và chúng ta có góc A cộng góc D bằng 180 độ. Góc B cộng góc C bằng 180 độ. Nếu từ A kẻ một đường thẳng vuông góc với DC tại H thì chúng ta sẽ có AH là đường cao của hình thang. Và diện tích hình thang được tính bằng một bài thơ dễ nhớ như sau. Muốn tính diện tích hình thang, đáy lớn, đáy bé ta mang cộng vào, rồi đem nhân với chiều cao, chia đôi lấy nửa, thế nào cũng ra. Và từ bài thơ này, chúng ta sẽ có ngay công thức S bằng AB cộng DC nhân AH chia đôi và có đơn vị là diện tích. Còn chu vi của hình thang chính bằng tổng các cạnh của hình thang mà thôi. Mình có P bằng AB cộng BC cộng CD cộng DA có đơn vị là độ dài. Như vậy, những điểm cần nhớ về hình thang như sau. Hình thang là tứ giác có hai cạnh đối song song. Có hai đáy AB và DC. AB là đáy nhỏ, DC là đáy lớn. Hai cạnh bên AD và BC. Đường cao AH và diện tích được tính bằng 1 phần 2 AB cộng DC nhân AH. Chu vi bằng AB cộng BC cộng CD cộng DA. Và các bạn thấy không, hình thang chứa rất là nhiều điều thú vị. Và khi chúng ta nhớ những thông tin như thế này, chúng ta sẽ có nhiều dữ liệu để giải toán. Hy vọng hôm nay các bạn sẽ có được một bài học thú vị và hẹn lại các bạn ở những video khác của Trạng nhé. Chào tạm biệt!